con gà rừng con của Út đây. Ăn sâu này. Út để một cục đấy nào. À nó tha đi chỗ khác. Mỗi con nó tha đi. Đây các bạn này, con này là trong mấy con Út bắt từ đồi về đấy. Cánh nó bao giờ cũng dài, người nó cứ cục cục hơn đấy nhỉ. Đây 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 phải không bố? Đây đây. Con này các bạn ạ. Là con bắt trên rừng về. Xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em bọn mình nhá. Các bạn thân mến, là hôm nay cũng lâu lắm rồi anh em trong nhóm mới có đầy đủ thành phần, thành viên các bạn. Anh em bọn mình sẽ làm một cái món nó gọi là côn trùng các bạn ạ. Chào anh em nhá, mới lại lên hình đấy. Lâu lắm rồi. Vẫn sót cánh nhiều lắm. À, anh em bọn mình hôm nay có kiếm được một ít cái con ve sầu các bạn. Đây con đây mới được con non non này. Nó nhiều loại lắm. Nó nhiều loại mà. À, cái này nó có cả là cái loại mà nó mới kiểu như là con nhộng ấy. Nó mềm. Chứ. Cái loại mềm. Nó vừa ở đất chui đất lên ấy. Ừ, chui đất lên. Còn loại này nó cũng già. Mà chính là nó chui rất nhanh già nhá. Nó chui từ đất lên một cái xong là nó bậu vào đấy là nó. Tiếng sâu rồi là nó bay được. Chào tất cả anh em nhá. Đấy. Lâu phết đấy nhờ. Đến hẹn lại lên đúng không? Cây sữa mới điệp điệp phải nói rằng là cây sữa mới mình gọi là cây càng cua ạ. Cây càng cua. Vợ bị què rồi anh em ạ. Không đi được. Đấy, chỗ đấy phải đến tầm 2 cân đấy nhờ. Ăn cả cánh. Ăn cả cánh luôn này. Trong này nó có hai loại ve sầu các bạn, đây này, một loại xanh xanh này. Đây. Thời gian xanh, nó không cho anh phép rồi. Thời gian nó không cho phép anh em ở lâu. Mất thời gian vặn lâu mày ăn cả cánh luôn. Xả ớt thực tế nhỉ. Quay. Rửa phải rửa hai lượng nước. Ừ, đi rửa. Hôm nào mình sẽ đi kiếm con này. Ôi, con đấy hiếm lắm. Còn đấy chú mà kiếm được một bữa này. Khó lắm, nó ngày xưa thì có nhiều nhưng bây giờ chả có đâu. Thật không? Thật. Tôi thấy đầy trên đồi toàn huệ kìa. Nó bò lồng ngốp được cây phân xanh ấy. Đây nè, xả chỗ nào giật xả đi để băm hóa. Đấy, đã nghe mẹ xóc ớt để cái này cay đấy. Thế thôi, nhả hết lên. Anh Hòa ăn con này chưa? Anh ăn được. Làm gì? Chứ bên kia mày, bọn anh cũng đi bắt ở trên đồi sơn rồi. À. Con bị bỏng chân đây này. Không bắn mà phải cái bạn bị khuất. Lâu lắm mà cái bếp này mới được nóng lại nhỉ. Ngon đấy nhỉ anh nhỉ. Được đấy đúng không? Được rồi. Cứ một con một chén là cũng mệt đấy. Một con một chén là không chén là 5-3 ngày đấy. Ôi. Này bây giờ nó căng phồng ra này, bắt đầu vàng, chuyển nó màu vàng.
chảo nó khô đi dị bông như đây này. Cho hết mỡ vào đi. Xui từ đất. Đấy, ngon rồi đấy, chín rồi các bạn. Ui rồi hẳn một mâm luôn này. À cái con xanh xanh kia nhìn chất hơn không ạ? Đây này, con này nhỏ này này. Nó mềm hả? Nhìn nó mọng hơn. Đúng là mềm hả? Cái này nó khô, khô không gì trong này. Đây gì? Con ruột không? Có thêm cả món lòng lợn nữa các bạn. Còn đây là cái quả cà rừng. Anh Hoàng cho luôn vào đây. Không có cả không vặt ra nữa. Vặt quả nữa, tí ăn thì ấy thôi nhỉ. Hả? Cái được. Chín chưa anh? Anh Hòa, chín chưa đấy? Ôi dồi, từ lúc chú ngồi vào đây em nào. Cho anh cái bát kia đấy. Cái này làm hơi luộm thuộm nhỉ anh Hòa nhỉ? Không, để này thôi chứ. Không muốn nó vặt quả ra. Còn mấy quả đấy thì... À đây còn nhiều chứ. Tôi bây giờ không gom có gì không. Con cái sầu nhá. Dùng đi. Con này đã ở. Đưa cho đây, đưa đây cho mình các mà lại bế trả hết. Mà phải trắng ạ. Cho cái nữa. Bát thì. Cái bát. Cái này có cần ấy đâu. Cái này có cần. Bát xíu. Cô đến mục đi. Đấy, loại đi qua nó đái vào mặt đây. Không, cái con chim mà anh hót vào đêm nó hôm nay hay. Nó nào đi chứ. Đó là mấy em nhỏ là nãy dùng nãy nhỏ nó mới lại gà. Em mua nhất là lại nhon nó tàng lại nhon nó mới yàng nó cao. Ui. Cái này bật bóng điện này bay bay như mày. Mời cả nhà đi. Cả nhà nhá. Mời mọi người nhá. Mời anh em nhá. Chén vào. Rồi chén rượu. Thử thiệu này à. Mời các bạn nhá. Ghe sầu. Ghe sầu sắp lột xác. Cái sầu lột xác. Làm đi. Bỏ cánh vào hay là nó như này nhỉ? Bỏ cánh hết rồi. Hay là cháy hết rồi. Cháy đâu. Cà rộp. Làm được con xinh xanh ngon. Con nhỏ nhỏ như này không này? Cái trắng này. Đấy. Đây hoàn trong cái đấy rồi. Đây. Cái nào? Ớt nước mắm này. Những cái con này ăn ở bên trong nó còn bột bột á. Nó ngon hơn. Ôi, làm một con xem nào. Chuyện cú mèo là lấn cú lợn. Chim lợn này. Con này sướng thật. Này. Con này dương ớt ngon lắm. Mấy hộ quén tặng á. Loại đấy dừa ớt ăn giòn lắm ạ. Một cân mưa lùng. Ăn mạnh đi. Con này phải đến 100 con đấy chỗ này. Mấy hơn này. Con. Hơn không anh? Hơn này. Thành lúc nãy vừa bảo là một chén một con. Đấy, chỗ này được các má. Con vách nhọt này, vách nhọt không phải con này nhỉ? Đi làm tối đã trả kịp về rồi nó còn bảo nhanh. Đó. Cái loại như nhanh là to hơn. Cái loại này nó ở cây sữa nào nó đái ướt ra nhà đường luôn. Đúng rồi. Bó củi chưa kịp bó nó cứ bảo nhanh. Ở đây đấy, cái loại đấy là loại mỏi lắm đấy. Đúng không? Cái loại đấy đi mỏi mà. To. Mà cái loại đấy bắt đầu nó kêu, nó đang kêu thành cái xong nó giảm lại xong nó mà ga. Đang mỏi. Còn cái này là mùa nó kêu ra rả là mùa vải này đấy. Vài hôm nữa là còn có cả bọ xít cơ, bọ xít đang lớn. Ông trời ơi. Có hàng con này. Bác mạng còn đeo này. Cả rượu cho bác. Hàng con chanh chanh nó yêu. Cái món này các bạn ạ. Nếu mà ăn cái con nó còn mới chui từ đất ấy, thì nó sẽ bùi hơn. Còn con này nếu ăn thật cảm xúc thì nó hơi nháp hơn các bạn. Anh về và hàng con ớ mai đi các bạn. Nhưng mà vẫn ok. Hôm dốc nó còn xuôi hắn tất chắn quèm thì còn lái mai luôn. Sơn rôn kìa. Chắn thì chắn lái mai đi ạ. Ăn nó tạnh. Ăn bà nó bấu à hồng. Mèo tạnh tạnh thì chắc phành mà chắc rong. Quá giòn. Phải nhai kỹ đấy. Không có vỏ nó hơi cứng.
Anh Hòa yếu răng là nguy hiểm ạ. Vừa. Cái này nó mới lột là con này là con già. Con này con già. Cánh. Còn đây này, cái con nó mới sạch này. Con này. Ở trong ruộng nó không có cái gì luôn. Con này. Con này. Cái con này là nó đây này, cái con này là con nó mới lột này. Ờ con này. Đây này. Cái loại nó còn cái cánh nhỏ này. Đấy. Mấy con đấy đúng ăn luôn anh chưa? Ruột nó đền cho con nằm mập nào ấy, nhá. Thế thì Hòa cứ từ lúc Hòa chọn chọn con đấy. con này không có ruột thật hay sao nhỉ? Không có ruột. Thế nó đền cho cái con nồng nọc vô. Nồng nọc hết rồi đúng không? Đây này nó kêu lần kêu ở hai cái cánh cánh. À không có ruột thật các bạn ạ. Không có ruột. Loại này là loại máu trắng. À. Không có quạng này là không đánh tiết canh được nhỉ? Con non hay sao các bạn ạ? Con này không phải đâu, hình như là cây con màu xanh. Nó cao, nó cũng là ngọ rồi. Nó ấy bạn, nó kêu về con của em nó đấy cả ngày. Bốn nữa là tàn chết. Ăn mạnh đi anh em ơi, nhiều quá. Cái giọng ấy là thế đơn giản rồi mà, lúc qua nó kìa. Cho 5-6 con vào một lúc đi. Con non ăn nó vẫn béo hơn. Con non nó béo. Thế ông thích ăn con non hay con già? Già nó ngon. Con non thì nó chẳng ngon. Bây giờ cái hàng non mà gái lại thích gái già. À đấy. bây giờ người ta toàn lái máy bay bà già rồi. À đấy. 3 2 ca. 2 ca 4 rồi nam mình không thích khoái đâu. Đi sao? Hả? Lên đi sao mọi người? Cái già nó có kinh nghiệm chứ. Đúng rồi. Già mới ngoan. Dễ bảo. Dễ. Tính biết bắt bây giờ chứ. Anh em làm chén nhở? Cái này điện thoại thế này. Thôi để nhở. Trên ngày được thì nằm sâu không có gì mà ăn. Đổi dạ. Nó phải đẻ trứng ra cái cành cây đấy chứ. Đấy để nó nở. Chứ nó đẻ cành cây là nó đẻ ở dưới đất. Nó đẻ lòng nó đẻ dưới đất chứ. Đẻ dưới đất á. Mình xin phép được kết thúc video này ở đây các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video anh em bọn mình hay thì ủng hộ anh em bọn mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên để lại cái bình luận của mình ở phía cuối cùng của video này các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.